Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Financial Doctor do chị Gina Tâm phụ trách và cũng như thường lệ chương trình cũng được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ hai và thứ bảy hàng tuần, thứ hai vào lúc 5 giờ chiều và thứ bảy vào lúc 6 giờ chiều. Xin kính mời quý vị cùng đón xem cũng như hãy đón xem lại Financial Doctor trên kênh YouTube Gina Tâm Financial Doctor. Xin cảm ơn quý vị. Và gửi lời chào đến chị Gina Chào chị. Chào Phương Thảo. Gina xin hân ái kính chào quý khán thính giả đang xem băng tầng 57.3. Và kính thưa quý khán giả, số điện thoại quen thuộc của văn phòng 714-209-5571, 714-209-5571 và địa chỉ là 12912 trên đường Procurs Street, Swiss 310, thành phố Garden Grove 92840. Và kính thưa quý khán giả, chị Gina cũng đã lấy bằng Master, còn gọi là, là bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh. Và cũng trước đó lấy bằng 4 năm gọi là Đại học về Quản trị Tài chính. Và đã mở văn phòng Financial Doctor vào hoạt động cũng đã 10 năm, cũng như là có sự công tác với 24 những hãng tài chính lớn của Hoa Kỳ và đây là tất cả những thông tin mà chúng tôi luôn gửi đến cho quý khán giả trong mỗi lần trò chuyện với chị và xin phép quay trở về phần trò chuyện với chị China trong chủ đề ngày hôm nay phần tiếp theo là Living Trust khi mà chị Gina nói rằng là à, vừa rồi trong cái số mà rồi mà mình đã gửi đến cho quý vị khán giả về cái living trust cũng như là cái will cũng như là chị đã đưa ra những cái ví dụ về cái một cái trường hợp rất là thương tâm về cái gia đình đó đã xảy ra là cái người chồng đã đột ngột mất đi và cái tài sản cho tới hiện tại bây giờ chị đã giúp mà hai năm rồi mà vẫn chưa có thể rút ra được cái khối tài sản của cái người chồng để lại cho mình và một cái phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 7 này thì sự việc nó tiếp theo như thế nào trong cái uh, buổi phiên tòa vừa rồi đã diễn ra trong cái tháng năm thưa chị. Cái uh, cái phiên tòa kế tiếp á, tiếp á là tháng 12, Ồ, phương tháng thảo là tới mấy tháng nữa lận, năm 7 tháng nữa, nữa, nữa. lận. Yeah. Yeah. Thì cái phiên tòa đó nó rất là mau uh, phương thảo nó không có lâu. Yeah. Mình chờ á, thì lâu lắm nhưng mà ra, ừ. ra khi mà ra, ra ra tòa rồi đó thì ông tòa ông nói là bây giờ thiếu người cái người mà hiện diện và thiếu một cái chữ ký là cái notary xong rồi ổng cho đi về ổng nói ừ. là bây giờ set up lại một cái ngày khác thì luật sư á, là nói chuyện rất là mau cho nên là cái phiên tòa thì nó không có lâu ừ. nhưng mà cái thời gian chờ đợi nó rất rất là lâu thì đây là một trong những cái vấn đề mà liên quan tới living trust và cái will mà chúng tiếp theo là cái chủ đề khi mà quý vị khán giả cũng đã có những cái câu hỏi rằng là chị Gina cũng đã đưa hé hé vừa tuần rồi chị nói rằng là sẽ hỏi rằng là ai sẽ cần cái living trust và ai sẽ cần cái will và cái cách nào để mình có thể hoán chuyển cái will để trở thành cái living trust thưa chị nếu mà mình có cái will rồi đó yeah. thì mình chỉ mới được có khoảng một phần sáu của cái living trust mà thôi yeah thì trong cái living trust đó mình cũng đã có hai cái will đó Phương Thảo yeah. là một cái gọi là living will và một cái gọi là last will thì yeah. cái mục đích của cái living will là cái will còn sống đó là nói về cái healthcare advance directive là sức khỏe mà mình nói về là mình muốn như thế nào thí dụ mình muốn ra đi uh, khi mà mình mà cái uh, mình không còn biết gì nữa đó thì mình muốn ra đi một cách tự nhiên hay là mình muốn sống bằng máy thở à, rồi mình có muốn uh, uh, cho những cái uh, bộ phận của mình uh, giống để trong lúc mà mình ra đi hay không gọi là hiến tặng, đó hiến tặng những dạ. cái yeah. phần cơ thể của yeah, mình cái nội tạng rồi của mình. mình muốn được uh, hỏa táng hay là mình muốn được chôn uh, cất thí dụ như vậy yeah. đó là cái uh, mình gọi là living will còn cái last will đó thì nó lại có một cái mục đích khác đó là cái will này là cái will cuối cùng của mình yeah. cái will cuối cùng này đó nó có cái tác dụng là nếu mình có những cái tài sản nào mà mình chưa kịp bỏ vào hoặc là mình quên bỏ vào yeah. thì cái will này nó sẽ giúp cho những cái tài sản đó sẽ được đổ vào trong cái living trust của mình mm -hmm. mình được gọi là pour over mm -hmm. pour over là đổ vào trong cái living trust hiện tại của mình đó là cái um, cái tiện lợi và cái lợi nhất của cái đó là cái mục đích của cái cái Will cuối cùng của mình ừ. và trong cái Living Trust ấy, thì mình sẽ có 6 phần cái phần thứ nhất là cái Revocable Living Trust phần thứ hai đó là cái Certificate của cái Trust yeah. Certificate thì mình tạm gọi là cái giấy chứng nhận của cái yeah. Trust yeah. và cái phần thứ ba đó là cái Last Will Last Will thì nó có một cái tên chung là last will and testament hoặc là mình gọi là pour over will thì những cái chữ này xin lỗi quý vị là chúng nào sẽ không có dịch tiếng việt được mình tạm dịch là cái will cuối cùng và cái phần kế tiếp đó là à, okay. cái phần mà mình nói về phần tài chánh uh, làm sao để mà giống như là uh, mình có thể tạm dịch á, là cái cái ủy quyền cái giấy quỹ quyền về tài chánh và phần thứ năm thì cái giấy quỹ quyền về sức khỏe và cái cuối cùng đó là cái phần cái will lúc mình còn sống thì mình nên có sáu phần đó đa số đa phần quý vị thì có một trong hai cái loại will đó mà thôi cho nên nếu mà mình đã có cái will rồi đó mà mình muốn làm cái living trust đó, thì mình sẽ làm một cái living trust đầy đủ và tất cả những cái will mà mình đang có của cái living trust này đó nó sẽ Uh, mình có thể nói là override là mình sẽ viết chồng lên cái uh, living trust cũ ừ. thì cái living trust uh, cái, cái 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 will cũ đó sẽ không còn hiệu lực nữa. Ừ, dạ. Yeah và thì như vậy thì quý vị khán giả sẽ hiểu được rằng là trong cái living trust đó, nếu mà mình chỉ có một cái will thôi thì vẫn chưa đủ, tại vì nó còn có cái last will rồi nó còn những cái về chăm sóc về sức khỏe của mình khi sống khi mất giống như là chị đã từng chia sẻ đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo mà cho dù mình có đầy đủ hai cái will đi yeah. nữa đó mà mình qua đời thì nhà mình vẫn phải qua trong cái chương trình mà chứng thực di chúc là probate, mình yeah. không thể nào tránh được cái chuyện đó hết. Yeah. Cho nên nếu mình có will thì mình cũng phải làm cái living trust mà thôi. Dạ. Yeah. Thì theo lời khuyên của chị Trina thì nếu mà quý khán giả đã có will thì nên nghĩ cách nào để mình có thể chuyển những cái will đó thành một cái living trust để mình bảo đảm được cái khối tài sản của mình. Và chị thấy rằng là có đơn giản để mà có mình có thể chuyển cái will qua cái living trust xong thôi chị. Nó rất là đơn giản Phương Thảo. Yeah. Mình chỉ cần là mình cái khó nhất á, là cái sự quyết định của ừ. mình. Yeah. Tại vì China thấy có rất là nhiều quý vị vẫn còn suy nghĩ và sợ rồi nghĩ là không cần thì những cái phần mà khó nhất đó là cái sự quyết định của mình mà thôi Thì thí dụ như á, mình đang suy nghĩ mình đang phân vân và mình không biết cái nào đúng cái nào sai á, thì rất là dễ. mình chỉ cần đi tìm đi tìm hiểu một chút xíu thôi. Nếu China nói không có đầy đủ, quý vị có thể đi tìm một cái người khác nói về living trust để mà mình học hỏi thêm và mình sẽ hiểu được chỗ này một chút chỗ kia một chút và nếu mà tất cả đều nói giống nhau thì cái đó là đúng rồi yeah. đó là cái sự là công chứng và nếu mà mình muốn tìm hiểu nữa thì mình sẽ đọc sách mình đọc những cái sách về living trust về will thì china nghĩ đó là những cái thông tin chính xác nhất còn những cái uh, những cái việc mà mình đi tìm hiểu ở trên uh, uh, những cái social media có nghĩa là ở trên uh, mạng, xã hội. mạng xã hội đó yeah. thì cái đó là mình gọi là đi con đường ngắn. Yeah. Mình không cần đọc sách, người ta đã đọc sách rồi, người ta đã học hỏi rồi và họ sẽ giúp cho mình hiểu một cách nhanh gọn. Yeah. Mình không cần phải ngồi đó mình đọc một cuốn sách tốn 1-2 tháng hoặc là 1-2 tuần mà mình chỉ nghe thôi trong vòng khoảng 5 hoặc là 10 phút hoặc là nửa tiếng thì mình có thể hiểu được cái công dụng của cái trust và công dụng của cái will như thế nào và có thể so sánh những cái bất lợi hoặc là những cái tiện lợi của những cái văn bản này thì sẵn đây China cũng nói cho quý vị cũng chia sẻ cho quý vị biết là cái will và cái living trust đều là những cái tài liệu hoặc là những cái văn bản hợp pháp yeah. của nước mỹ và có những công dụng khác nhau chứ không phải là cái will không có hợp pháp cái will là một cái hợp pháp nhưng nó không có đầy đủ và nó không có tránh được cái chương trình uh, probate của chính phủ là không cần uh, nếu mình có living trust thì mình không cần phải ra tòa để mình làm theo những cái bước giấy tờ mà tòa đòi hỏi yeah thì thưa chị như vậy thì cái vấn đề mà cái living trust cũng như cái Will đưa ra thì quý khán giả sẽ có thể hiểu được thêm như vậy thì trong tất cả những gì chị đã đưa ra như vậy thì ai sẽ cần những cái living trust thưa chị câu hỏi này rất là hay phương thảo Cảm ơn chị. tại vì chị này cũng có một số cô chú đó hỏi là những người nào nên làm cái living trust yeah. Dĩ nhiên là không phải ai cũng nên làm Living Trust đâu quý vị yeah. Nếu mình không có nhà, mình không có tài sản Thì mình đâu có cần làm Living Trust làm gì Nhưng nếu mình có một cái con số nào đó trong đầu đó Thì mình sẽ biết là mình có nên làm cái Living Trust hay không yeah. Thì bây giờ đó chị nào sẽ hỏi quý vị ha Quý vị có những người con dưới tuổi vị thành niên hay không? Dưới 18 tuổi hay không? Nếu quý vị có thì quý vị cần phải có Living Trust Ừ yeah. Quý vị có nhà hay không? Nếu quý vị có từ một căn nhà đổ lên, quý vị cần phải có living trust. Quý vị có nhà hoặc là tài sản trên 100 ngàn. Thí dụ như mình có khoảng chừng 70 ngàn, tất cả những tài sản không phải là nhà như là vàng vòng, uh, xe cộ hoặc là những cái account, uh, những cái hồ, những cái uh, tiền giống như là 401k hoặc là IRA hay là bất cứ những cái tiền nào đó như trong CD thí dụ, thí, vụ, thí dụ như vậy. Thì nếu quý vị cộng lại hết mà quý vị có trên 70 ngàn thì quý vị cần làm cái living trust. Yeah. Rồi thí dụ như uh, quý vị có uh, có những cái người con của mình bị đau ốm bệnh hoạn mà cần một cái uh, sự giúp đỡ của chính phủ nào đó thì mình cũng nên cần có living trust tại yeah. vì đó là một cái cách bảo vệ tài sản và giúp cho con cái của mình sẽ không có bị những cái uh, trở ngại sau này khi mà thừa kế cái tài sản đó Dạ, yeah, thưa chị như vậy thì đối với một cái khối tài sản chỉ cần trên 50-70 ngàn là mình nên có cái Living Trust cho mình Thì quý khán giả có những cái thắc mắc thì hãy gọi cho số điện thoại 714-209-5571 714-209-5571 Và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ làn sóng VNATV trong vài phút thương mại của chương trình Chúng tôi sẽ quay trở lại với Financial Doctor, xin cảm ơn xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng vnatv và vẫn đang xem chủ đề financial doctor cùng với chị china và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở về lại với living trust cũng như là will khi mà còn, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị đã được đưa ra cho chị china và thưa chị có cái câu hỏi là quý khán giả cũng đã từng hỏi rằng là bây giờ cô china ơi trong cái living trust của tôi như vậy đó thì cái vấn đề mà tôi thêm người này tôi bỏ người kia ra thì cách nào để mà tôi có thể uyển chuyển được cái living trust của tôi thưa chị cái việc đó cũng không có khó, Phương Thảo. Yeah. Tại vì mình có là cái revocable living trust. Yeah. Mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và thêm một cái điều china mm. uh, muốn nói thêm về cái người nào mà mình cần cái living trust á. Là nếu mà quý vị có những người lớn tuổi cần phải trông nom mm. chăm sóc. Yeah. Thì mình cũng nên cần có cái living trust. Yeah. Đó là một số căn bản thôi. Chứ thật ra là china nghĩ nếu mình có tài sản trên 50.000 đó thì mình có thể là mình phải làm một cái living trust để bảo vệ tất cả tài sản của mình tại vì nếu mình không có đó thì sau này con của mình nó sẽ rất là bất tiện thì uh, theo cái câu hỏi của phương thảo đó yeah. là nếu mà mình muốn thay đổi cái người thừa kế ở trong cái living trust thì nó rất là đơn giản mm. mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào và mình có thể uh, từ chối có nghĩa là từ chối không có cho cái người Thừa kế đó, bất cứ, đó, một bất cứ nào. lúc nào mình yeah. có thể lấy ra, mình có thể bỏ vào và mình có thể thay đổi cái yeah. phần trăm mà mình cho hoặc là mình muốn cho như thế nào. Có nhiều gia đình, có nhiều cô chú đó thì sợ là con của mình nó còn quá trẻ. Thí dụ 18, ừ. 20 tuổi mà cầm một cái số tài sản cả triệu trong tay thì Đúng nó rồi. rất là nguy hiểm. Yeah. Thì mình có thể viết ở trong cái trust là cái tài sản này có thể phân phối cho con của mình lúc con của mình 25 tuổi và có thể giữ ở đó cho tới lúc con của mình khoảng 30 35 tuổi rồi mới được bán bán nhà bán tài sản hay là như thế nào đó đó. Mình có thể viết tất cả những cái nguyện vọng của mình để sắp xếp cho cái cuộc đời của con mình. Trong khi nếu mà mình có cái will, mình không thể nào làm cái việc đó được. Tại yeah. vì đó là cái cái đặc điểm mà đặc trưng của cái living trust ừ. là mình có toàn quyền để mình điều khiển cái trust của mình trong cái sự mà uh, trong lúc mình còn sống và mình có thể thay đổi mình có thể làm bất cứ lúc nào còn nếu mà trong lúc mình còn sống đó mà mình có cái trust thì cái trust cũng giúp cho mình là bảo vệ tài sản được một trăm phần trăm thí dụ như mình có những căn nhà mà mình cho vào trong trust rồi đó mình yên tâm lắm là tại vì á nếu mình bị thưa kiện mình bị một cái chuyện gì đó xảy ra mình sẽ không có sợ là người ta sẽ lấy cái nhà của mình là tại vì bây giờ trust đã là chủ nhà của mình rồi chứ không phải là nhà của mình nữa nhưng quý vị đừng hiểu lầm là khi mà mình giao cho cái trust giữ nhà mình rồi là mình mất hết quyền lợi không phải yeah. mình vẫn có thể refinance có nghĩa là đi mượn nợ mình có thể bán nhà mình có thể đi mượn loan có nghĩa là mượn nợ uh, nợ mà gọi là HELOC đó uh, vẫn được như thường yeah. không có cái gì trở ngại hết và mình vẫn là chủ nhà của mình đó là ừ. cái sự khác nhau giữa cái will và cái trust trong khi cái will nó sẽ không có những cái chức năng như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rằng là những cái chức năng cho living trust giống như chị là chia sẻ rằng là nó sẽ rất là đa dạng. Mình có thể mình làm gì tùy ý của mình, đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo, nếu mà mình là chủ nhà thì chị... mình vẫn là chủ nhà và nếu như mình có một cái trust gọi là set up cái trust yeah. thì hai vợ chồng nếu mà người chồng qua đời thì người vợ đó vẫn trở thành 100% của chủ nhà Nhưng người vợ đó Sẽ được ở trong nhà đó Vẫn có thể sử dụng những cái quyền lợi trong căn nhà đó Nhưng mà nếu mà người vợ đó bán nhà yeah. Thì cái tiền mà khác nhau đó đó Người vợ đó có thể là mua cái nhà khác ừ. Có dư một số tiền Đúng Nhưng rồi. số tiền đó, đó sẽ trở lại vào trong trust Và cái trust đó sẽ giữ lại tất cả tiền bạc và ừ. khi cái người vợ đó qua đời thì tất cả các người con sẽ được chia đồng đều cho nên đó là một cái cách mà tránh trường hợp là mình chia tay mình lập gia đình khác hoặc là người chồng mất đi yeah. và người vợ tái giá hoặc là người vợ mất đi và người chồng lấy vợ khác thì tất cả những tài sản đó, đó cũng thuộc về con cái của mình mà thôi chứ sẽ không có thuộc về những cái người phối ngẫu tiếp theo sau này tại vì mình đã có cái living trust rồi dạ yeah. và có một cái câu hỏi quý vị cũng đã có hỏi với lại chị là ví dụ trong cái căn nhà của mình như vậy thì trong cái living trust chứ xin lỗi chị trong cái living trust như vậy thì cái vấn đề mà mà phân chia tài sản cho từng người từng cá nhân theo chị nói như vậy thì đã đưa ra thì chị có thể giải thích thêm cho quý vị hiểu rõ hơn là mình sẽ phải set up cái living trust đó như thế nào để nó có thể là mình giúp cho những người trong của gia đình của mình khi mà mình qua đời thưa chị cái việc mà mình thành lập một cái living trust nó yeah. cũng không có gì khó khăn mình sẽ chọn cái người thừa kế yeah. thường thường là con của mình Yeah. và mình sẽ suy nghĩ là mình có nên cho các con mình đồng đều hay không hay là mình cho đứa này nhiều đứa này ít và như thế nào đó đều được hết và mình có cái sự chọn lựa là lỡ như cái mình có đông con một đứa nó không có cái quyền mà nó nhận đó có yeah. nghĩa là nó 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 đi sớm á thì cái phần tài sản đó như thế nào thì phần tài sản đó mình sẽ có sự lựa chọn là một là trở về trong cái trust và yeah. chia đều lại cho những đứa con còn lại Yeah. hoặc là mình có muốn cho cái tài sản của con mình á nếu mà nó ra đi thì có cho con cho cho vợ con của con mình hay không yeah. hay là nếu mình không muốn cho vợ con hay là chồng của con mình thì mình có thể cho cháu của con mình uhm. cháu của mình có nghĩa là con của con mình á cho nên nó có rất là nhiều cái Uh, nhiều phần nhưng nhiều cái quyền lợi nhiều là. cái quyền lợi và mình có thể chọn lựa mình có thể nói mình có thể làm tất cả những mọi sự trong cái trust trong khi cái will mình không có thể làm được như vậy nhà. và quý khán giả nếu có những cái thắc mắc gì về cái vấn đề mà Living Trust thì quý vị có thể gọi hỏi cho chị Gina số điện thoại là 714-209-5571 714-209-5571 và chị Gina là một trong những người rất là làm về cái vấn đề này rất là rõ ràng và cũng là từng giúp cho rất nhiều gia đình đã vượt qua được những cái khó khăn khi mà họ xém 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 là bước vào cái chương trình probate đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo có những gia đình á Uh, có những người uh, chồng, người cha yeah. rất là lớn tuổi ừ. Có những uh, cô chú là tới 80 tuổi wow. Và đang nằm trong bệnh viện Thì đó là cái thời gian mà rất là cấp bách để mà làm những cái yeah. Living Trust gấp Tại vì trong lúc mà cái người còn sống đó ừ. Nằm bệnh viện mà vẫn còn tỉnh táo Thì cái Living Trust sẽ có hiệu quả còn ừ. nếu mà cái người mà nằm bệnh viện đó mà đã bị giống như cái thần kinh sẽ không có còn ổn nữa hoặc là uh, bị một cái gì đó mà cảm thấy là không bình thường đó yeah. thì cái trust sẽ không có hiệu quả. Thì Gina có giúp một số gia đình đó là khẩn cấp và chỉ vừa cái trust vừa xong cái đó là bác qua đời. Wow. Thì đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là mình có thể mình giúp được cho cộng đồng đó là mình làm được những cái việc đó đó mình cảm thấy rất là mình feel good là mình cảm thấy rất là um, coi um, như mình hấp mình mình rất um, cái người qua đời thì dĩ nhiên là mình không có cảm thấy là mình vui vẻ gì Đúng nhưng rồi, mình chị. cảm thấy là mình có thể giúp được có cho thể những người có thể giúp những cái vâng. người ở lại là yeah. không cần phải mất tiền không yeah. cần phải ra tòa và cái thời gian mà lấy được cái tài sản đó nó rất là mau đó thì quý khán giả thấy rằng là chị Regina coi như rất là tâm huyết và coi như là giúp ai là coi như là giúp hết mình luôn nên nếu có những cái thắc mắc về những cái giấy tờ của mình hoặc là mình đã có will hoặc mình đã có những cái living trust mà nếu mà trong cái living trust đó, quý vị không có hiểu những cái chỗ nào mà chị Gina đã chia sẻ ra là có sáu phần mà quý vị không tìm ra đủ cái living trust mình có sáu phần mà muốn hỏi chị Gina thì đã thiếu những cái phần nào thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 714-209-5571 714-209-5571 thì chị Gina sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều về cái vấn đề này và một trong những cái câu hỏi tiếp theo khi mà quý khán giả muốn hỏi chị rằng là khi mà cái người beneficiary là cái người thừa hưởng cái tài sản của mình trên cái vấn đề mà living trust cũng như cái will như vậy thì liệu rằng là có một cái sự bảo đảm như thế nào để là chắc chắn rằng là cái tài sản đó nó sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi mà mình đã qua đời thưa chị. Tại vì cái sự khác nhau giữa cái will và cái living trust đó yeah. phương thảo. Khi mình đã set up mình làm một cái living trust yeah. rồi có nghĩa là mình thành lập cái living trust rồi yeah. thì mọi sự đó sẽ không có thay đổi. Yeah. Ví dụ mình chia cho đứa con này là đứa con A, đứa con B, đứa uh -huh. con C, mỗi đứa là đều Đều bằng thì nhau. sẽ không có người nào đi kiện tụng được dạ. hoặc là mình cho cái đứa con a này 20% phần trăm mình cho đứa con B này ba phần trăm và mình cho đứa con C này là 50 phần trăm thì cái đứa mà được 20% trăm không thể nào đi ra tòa để kiện tụng là dạ. tại sao ba mẹ tôi chỉ cho tôi có 20% phần trăm mà cho em của tôi là 50 phần trăm dạ. tại vì trong cái Living Trust sẽ không có sự thưa kiện cái chuyện đó nó rất là rõ ràng và ừ, mình yeah. sẽ tránh được những cái sự phân chia hoặc là những cái sự mà um, không có bất giống như bất, bất đồng bất, ở bất trong đồng gia cái. đình yeah. nhưng nếu mình có cái will mà gia đình một ba mẹ hoặc là người nhà đó chia yeah. như vậy và cái đứa mà được chia ít hơn nếu mà nó không thích nó có thể kiện lại kiện lại đi wow. ra tòa và ừ. tại vì mình phải qua probate quý vị qua yeah. probate có nghĩa là chính phủ họ bắt đầu họ suy xét lại Coi coi là cái will này chứng thực là có đúng hay không yeah. Và nó có như thế nào hay không ừ. Thí dụ mình có một đứa con nó không có được ngoan Và mình không muốn cho nó Mà mình không để tên vào trong đó Mình quên Hoặc là mình không phải mình quên Mà, mà tại mình không biết Mình không có để là chữ disinherited Có nghĩa yeah. là mình tước quyền thừa kế Thì ông tòa đó ông sẽ bỏ cái tên cái đứa con đó vào, ông nói là ừ. mình quên và đều phải chia đồng đủ hết. Yeah. đó là cái sự khác nhau rất là xa giữa cái will và cái living trust á là khi mình đã thành lập cái living trust rồi thì mình sẽ không còn phải bị nhức đầu là thay đổi hoặc là sau này nó có những cái chuyện mà khúc mắc ở trong cái những người thừa kế tài sản của mình trong khi cái will thì cái cơ hội đó nó có xảy ra rất là cao quý vị. Nha, yeah. Thì có những cái lý do nào mà để mình có thể rằng là mình hiểu rằng là tại sao mình phải cần có nên cái living trust không thưa chị? Thì đây là một trong những cái chủ đề cũng rất là khá thú vị. Và em nghĩ rằng là chắc chị sẽ để dành lại cho những cái phần chia sẻ tới tiếp ha. Chị nghĩ là thôi mình để dành cái buổi nói chuyện kỳ, kỳ tới đi tại vì dạ. bây giờ mình cũng hết giờ rồi, mình không dạ. có còn uh, nhiều giờ để mình uh, tâm sự với lại uh, quý khán thính giả nữa. Thì chị Na cũng uh, uh, hẹn quý vị vào buổi nói chuyện kỳ tới mình sẽ đào sâu nhiều hơn về những cái câu hỏi vừa rồi của Phương Thảo. Dạ cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.